Năm 2023 em mới về mấy dòng điện thoại này nha. iPhone, Samsung, Vivo, Apple, Redmi ha. Bây giờ em vô em test máy báo giá từng cái, cô chú anh chị nào mình nâng cái nào thì chốt liên hệ cho em nha. Số điện thoại của em là 0939301439 ha. Thì hình thức xếp hàng bên em, cô chú anh chị nào mình mua thì cọc cho em 100k vào tài khoản. Nếu không có tài khoản thì cọc cạc điện thoại nha. Cọc xong cho em tên, địa chỉ, số điện thoại em xếp ha. Ship code ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Dạ thì trước khi cô chú anh chị mua hàng bên em, mình nhận hàng thì được quyền kiểm tra hàng ha. Kiểm tra hàng cô chú anh chị nhớ kiểm tra cái màn hình kỹ giúp em nha. Dạ thì điện thoại bên em thì em quay cái nào là em ship cái đó nha cô chú anh chị. Em không bao giờ em quay cái này mà khi cô chú anh chị mua thì em ship cái khác, cái đó là không có ha, tuyệt đối không có luôn. Hôm nay em còn một cái máy tính bảng iPad nha, một cái iPad có xài sim và một cái iPad mini ha, còn nhiêu quay nhiêu. Rồi bây giờ em vô em test máy ha. Rồi trước tiên là em lai dòng rẻ trước nha. Rồi con này là con G1. Máy đẹp ha. Máy đẹp nghiêm chỉnh, nghe gọi được ok hết. Mặt sau còn còn đẹp 90% nha cô chú anh chị. Màn hình ok. Đây. Cái máy này là em đổi với khách ha. Zalo, Facebook, YouTube hát ok nha. Đây em mở YouTube cho cô chú anh chị xem luôn nha. Máy này thì nó có RAM 1 còn nhớ 8 mà, cho nên nó hơi chậm nha cô chú anh chị. Đây. Lo âm thanh đồ rõ hết luôn ha. Âm lượng lên xuống đồ còn ok hết nha. Rồi. Cây này máy đẹp luôn, chỉ có 450 nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo Oppo A37 RAM 2 bộ nhớ 16 ha. Máy còn đẹp nha, đây em quay kỹ luôn rồi nha. Sườn vỏ thì còn đẹp, màn hình đẹp luôn. Mà có cái là mấy cái ron ở đây nó bị hơi mẻ ha. Đây. Mẻ ba góc. Bị xấu theo thời gian thôi nha cô chú anh chị. Đem chụp hình nè. Rồi đem chụp hình ha. Em chụp nghiêng góc gì là thấy rõ nha cô chú anh chị. Tại vì em mở đèn ở trong phòng, mở đèn nó bị chói. Rồi cam trước nè. Rồi cây này em bán cho cô chú anh chị giá 650 ha. RAM 2 bộ nhớ 16, 650. Zalo, Facebook, YouTube ok hết nha. G5 2016. Cây này nãy nó hết pin, em sạc lên chưa mở máy. Chụp hình nè. Vỏ đẹp nha. Vỏ đẹp, màn hình đẹp. Rồi 750 nha cô chú anh chị. Giá cũ nha. Máy thì khi em nhập có khi trên lệch 50% nha cô chú anh chị thông cảm nha. Tại vì khi nào em nhập hàng cao thì em bán cao, còn em hàng nhập thấp thì em bán thấp ha.
chứ em không có bán đúng giá được, mà em nhập hàng cũng không có đúng chết giá đó nữa. Rồi Samsung A7 ha. A7 này RAM 2 bộ nhớ 16. Màn hình AMOLED ha. Màn rất cảm ứng nè. Màn hình sáng rực rỡ luôn nha. Máy này thì màn zin này cô chú anh chị mình khỏi sợ ha. Khỏi sợ màn lô. Mấy màn này nó mắc lắm. Để em chụp hình ha. Rồi cây A7 2010 ý, A7 này em bán cho cô chú anh chị 850 nha. Màn đẹp nha. Màn đẹp vỏ đẹp giá 850. Rồi tiếp theo em có con ghi 6 cộng nha. Màu đỏ. Nó bị nứt đường ngay đây nha cô chú anh chị. RAM 3 bộ nhớ 32, màn đẹp nha. Chụp hình nè. Chụp hình rõ đẹp nha. Rồi di 6 cộng này em bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu mốt 50 nha. Em bớt cho cô chú anh chị mua ốp lưng nè. Bên em tặng full phụ kiện thì cô chú anh chị phải mua máy 1 triệu rưỡi trở lên là em tặng full phụ kiện nha. Còn như 1 triệu rưỡi trở xuống thì em chỉ tặng cáp sạc thôi nha. Rồi em mua máy thì nó có cường lực thì em tặng cường lực luôn. Còn mua có ốp lưng thì em tặng ốp lưng. 1 triệu mốt 50 với 6 cộng. Rồi. Rồi Samsung A8. Máy đẹp trên 80% ha. Trên 80% rồi. Con này RAM 3 nhớ 32. Em bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu 2 luôn. Zalo, Facebook, YouTube này em tải sẵn cho cô chú anh chị ha. Tài khoản Google có luôn trong đây nha. Cô chú anh chị về thì chỉ bỏ SIM vô xài thôi. 1 triệu 2. J700. J700 này RAM 2 bộ nhớ 16, máy đẹp 80% nha. Nó chỉ chạy theo thời gian thôi. Không có nứt mẻ gì hết ha. Màn đẹp nha. Màn này màn zin của máy luôn nha. Sườn đẹp nè. Con này em bán cho cô chú anh chị giá 850. Cô chú anh chị nào mình mua thì kết bạn Zalo với em nha. Còn khu vực Tân An thì cứ tới số nhà 42 Phan Đình Phùng ha. Rồi dĩ 7 2016. Máy đẹp luôn. Chụp hình nè. Máy giờ tình trạng có sao em báo không vậy nha cô chú anh chị. Rồi cây này em bán cho cô chú anh chị 900 nha. Gì vậy rim? Gì vậy rim này em mới về cặp ha. Hiện cặp máy vỏ đẹp hơn 90%. Máy chụp hình rất là rõ đẹp ha. 1 triệu. J6 RAM 3 bộ nhớ 32. Cây này thì màn nhỏ ha. Pin này 3000. Con này em bán cho chú anh chị 900k nha. Vỏ đẹp, vỏ đẹp trên 95%. A6 này RAM 3 bộ nhớ 32 nha. Máy đẹp cũng trên 90% nha cô chú anh chị. Cái này em bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu. Triệu chẵn nha. Cái này ảnh râu chạy tới 10 chấm luôn ha. Em rất cảm ứng nè. Cô chú nào anh chị nào mình ở khu vực thành phố Tân An thì cứ tới số nhà em ha, 42 Phan Đình Phùng, phường 2 thành phố Tân An, Long An. Rồi nay em có về cây Redmi 8 nha.
Rồi Redmi 8 RAM 4, bộ nhớ 64, pin 5000 nha cô chú anh chị. Cây này máy đẹp nha, đẹp keng luôn nha, xanh dương nè, 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Redmi 8 RAM 4 nhớ 64 pin 5000 giá 1,5 triệu. Redmi 9 RAM 4 cộng 1 bộ nhớ 64 pin 5000 luôn, máy đẹp keng luôn ha. Màn hình Redmi 9 này 6.6 nha cô chú anh chị, pin 5000 RAM 4 cộng 1 giá 1,750 triệu. Màu đen nhám nha. Redmi C3 Android 10 RAM 3 bộ nhớ 32 pin 5000 nha cô chú anh chị, màu xanh 1,4 triệu ha. Oppo A9 RAM 4 bộ nhớ 128 pin 5000 màu xanh ánh tím ha. Rồi cây này màn hình 6.7 nha. Cây này em bán cho cô chú anh chị giá 1,950 triệu ha. A5 2020 RAM 3 bộ nhớ 64 pin 5000 màu trắng sữa nha, máy đẹp trên 95% giá 1,8 triệu. Renault này bà camera cánh bự iPad có hỏi em về 5-6 cây em bán hết rồi nha cô chú anh chị, còn cây duy nhất ha. Đây thì iPad bên em á, là em có tải sẵn Zalo, Facebook, YouTube cho cô chú anh chị, có một số trò chơi trong đây ha. Đèn test cam, em test cam xong một hồi em test em mở nhạc cho cô chú anh chị xem luôn nè. Cam nè, cam trước cam sau nè. Rồi em mở YouTube luôn nha, cho mình test lo luôn cho cô chú anh chị mình an tâm mua ha. Cái lo nó như cái đôi, cái lo phát thanh vậy nha. Mở nhạc nghe cực rõ luôn. Cái này là iPad Pro xài sim nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mình mua mà mình mua ốp lưng á thì cô chú anh chị nói em mua giùm ha. Một cái ốp lưng 100k đeo da nha cô chú anh chị, em mua giùm thôi, em không có lấy tiền lời gì hết á, em mua giá rẻ. Rồi giá 1,4 triệu xài sim, xài sim 4G. Rồi còn một cây iPad mini màu đen nha, nó hơi chạy theo thời gian thôi nha cô chú anh chị. Cây này là máy chụp hình nghiêm chỉnh luôn. Cô chú anh chị mình mua máy hoặc mua điện thoại hoặc là mua iPad bên em thì an tâm ha. Em mua hàng là phải nghiêm chỉnh về em mới bán cho cô chú anh chị nha, không có mua đồ tầm bậy. Em không có mua đồ hư đồ rẻ mà bị lỗi này lỗi kia về em bán cho cô chú anh chị xài không được. Em bán lần một còn lần hai nữa chứ không phải em bán lần thôi ha. Đây iPad mini bên em nè,
Lo nghe rất là rõ nha. Bên kênh điện thoại của em là bán hàng chính hãng không nha cô chú anh chị, không có bán đồ của Trung Quốc hay Singapore gì hết ha. Rồi em bán cây này 900k cho cô chú anh chị nha. iPhone 5 ha. iPhone 5 anh em là 5S nè. 5S thì 16GB thì em còn 5 cây nha. 5 cây màu trắng bạc và màu gold. Màu gold 3 cây, 2 cây màu trắng bạc ha. Máy thì nghe gọi nghiêm chỉnh ha, lo độ ok, chụp hình bao đẹp luôn nha. Đâu rồi chụp hình rồi. Đây. Cam trước và cam sau ok nha. Máy đẹp ha. 90%. Màn không ám ố gì hết. Tặng bao da, tặng cáp sạc. Tặng ốp lưng tông nha, quên em lộn. Rồi 750 nha cô chú anh chị. Mua về nghe gọi chữa cháy luôn ha. Nhỏ gọn. Rồi cam sau cam trước. 750 luôn. Còn cái này còn 3 cây nha. Màu gôn. Em cho kiểm tra hàng và cô chú anh chị test hàng ok trong vòng 1 tuần lễ 1 đổi 1 ha. Màn hình thì em không bao nha. Màn hình không có bảo hành. Mua ở đâu cũng vậy. Cảm ứng ok, trước khi nhận hàng mình kiểm tra cái cảm ứng giùm em. Rồi còn lại là em bảo hành cho cô chú anh chị 1 đổi 1 hết ha. Rồi. Cái này là 750 nha. Còn cây này em có một cây 64GB nha. Full chức năng luôn. Vân tay còn đầy đủ. Máy đẹp 90% nha. Mặt lưng thì màu đen xám. Mặt trước thì màu đen. Nè em chụp hình nè. Rồi cây này 64GB full chức năng giá 900k nha cô chú anh chị. Có lưng trong ha, lưng trong cáp sạc. Rồi tiếp theo em có cây cây năm này năm thường nha. Năm thường này máy đẹp. Cây này em bán cho cô chú anh chị giá 650 ha. Này em chụp hình nè. Máy bên em này chụp hình cây nào cũng phải đẹp hết không. Đó, không gửi. Rồi tiếp theo có ốp bộ F9. Ốp bộ F9 thì màn riêng ha. Màn riêng RAM 464, mặt lưng 26. Em bán rẻ cho cô chú anh chị ốp lưng bỏ vô luôn. Rồi giá 1.450.000. Mua bớt 50.000 một lần nha. Chứ cái máy này em bán 1.500.000 á. Con này F1 ABS hả? ABS RAM 2 bộ nhớ 32. Máy đẹp ha. 1.100.000 cho cô chú anh chị nha. Chụp hình nè. Một.
Google A5 Android 8.1. RAM 3 bộ nhớ 64. Máy 80% nha cô chú anh chị, mặt lưng á. Mặt lưng 80%, bị trầy nhâm nhâm. Rồi, Apple A5 giá 1.2 triệu, RAM 364 nha. Apple R15 Android 10 RAM 6 bộ nhớ 128. Win 4000 nha cô chú anh chị. Đây em chụp hình nè. Máy đẹp 95%. Màu đỏ. Rồi cái này em bán giá 2.150.000 nha cô chú anh chị. Này F7 à. Apple F7 RAM 464. Máy đẹp 95%, giá 1.500.000 luôn. Tặng cáp sạc. Rồi Apple Renault luôn. Android 11 RAM 6 bộ nhớ 256 luôn nha cô chú anh chị. Cái này RAM cao ha. Nè, em chụp cam sau nè nha. Rồi cam trước nó cánh bườm nó lồi lên đó. À, em đảo màn hình là bắt đầu nó thụt xuống rồi. Em đảo là cam trước là nó lồi lên. Rồi con này em bán cho cô chú anh chị giá 2.500.000 nha. Máy đẹp 97-98% ha. Mặt lưng thì đẹp, còn cái sườn thì nó hơi trầy nha, hơi trầy theo thời gian nè. Cánh bờm nè, camera cánh bờm nè ha. Em tắt là nó thụt xuống nè. Đó. Rồi giá 2.500.000 luôn. Rồi tiếp theo em qua tới dòng Samsung nha. Nãy giờ em la Apple, giờ tới Samsung. A11 Samsung A11 màn hình 6.4. Em coi pin kìa. Pin 4000 ha. Chip nắp ra lành nha cô chú anh chị. Rồi A11 em bán cho cô chú anh chị giá 1.650.000. A30s em có 2 cây nha. Màn hình 6.4, RAM 4, bộ nhớ 64, pin 4000. Em chụp hình nè. Giá 1.950.000 cho cô chú anh chị nha. Em có 2 cây ha. 2 cây màu đen. Rồi A20. A20 RAM 3 bộ nhớ 32. Pin 4000. Android 11 chân sạc taxi ha. Giá 1.300.000 màu xanh. Rồi A51. A51 màn hình 6.5, pin 4.500 ha. Pin 4000, xin lỗi em lộn nha cô chú anh chị. À, máy này thì đẹp 99% ha. RAM 6 bộ nhớ 128.
Còn vân tay em bán cho cô chú anh chị giá 2 triệu 6. Mất vân tay thì em bán cho cô chú anh chị giá 2 triệu. Còn vân tay em bán cho cô chú 2 triệu 8. Mất vân tay thì 2 triệu 6 nha. Máy đẹp 99%. Cô chú anh chị nào mua thì kết bạn Zalo em cho xem máy trực tiếp. Rồi. A31 RAM 6 bộ nhớ 128 luôn. Pin 5000. Máy đẹp 99% nha. Em còn có một cây duy nhất. Màn hình sống động luôn nha. Cô chú anh chị nào mua hàng bên em thì test cái cảm ứng màn sống động như vậy thì nhận ha. Em bên em không có bán cái màn tối tối nha. Rồi cây này giá 24 nha cô chú anh chị. RAM 4 cộng 1 64. Vivo Y21 RAM 4 cộng 1 bộ nhớ 64. Máy zin nguyên cây. Màu đẹp ha. Màu xanh. Pin nó 5000 nha cô chú anh chị, chụp hình rất là đẹp nha. Chụp hình cam đẹp ghê không? Giá 2 triệu chẳng nha cô chú anh chị. Rồi 6 lốt 16 ghi còn vân tay luôn. Pin 100 luôn, iPhone bên em pin 100 không ha. Một triệu tư. Còn vân tay phone chức năng 16GB 6 lốt. Rồi. Cây này 60 lốt. Cây này 6 lốt 64GB là loại A luôn nha, quốc Mỹ ha. Máy đẹp 97%. Bán cho cô chú anh chị giá 1 triệu rưỡi. Chụp hình cam đẹp nha. Sáu lốt 16 ghi màu gold. Cái này mất vân tay pin 100, 1 triệu 3 cho cô chú anh chị nha. Sáu lốt LLA 128GB. Này mất vân tay. Mất vân tay. Tặng bao da luôn, giá 1 triệu 6 cho cô chú anh chị. Màu gold ha. Pin 100 luôn nha. Để em chụp hình. Cam trước cam sau ok hết ha.